Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, vì sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương không xử lý Trung Con? Trung Con là biệt danh của Nguyễn Đức Chung, hiện là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Sở dĩ Trung Con có biệt danh này là vì Trung Con là con nuôi của rất nhiều quan chức cao cấp. Trung là Ủy viên Trung ương trẻ của khóa 12, song chúng tôi xin gọi tên tục của ông Chủ tịch là Trung Con cho nó gần dân và gần dân hơn, để nghe dân chửi ông như tế sống mà ông vẫn chưa chơ. Chủ tịch Trung Con sinh năm 1967, quê ở Phú Thọ. Nguyễn Đức Chung là học viên cảnh sát khóa D11, khóa năm 1985 đến năm 1990. Có mọi thứ đều bình thường, không có gì đặc biệt đặc sắc. Ngoài chuyện cù lần, tốt nghiệp ra trường, Trung Con được phân công về đội trọng án Phòng Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Từ hồi phòng này còn ở cuối phố Sinh Từ, Nguyễn Khuyến, gần Văn Miếu. Trước đây cứ mỗi lần thấy Trung Con ở đâu thì mấy cậu công an Hà Nội thường chỉ tay và chửi, đờ mờ, thằng này vừa rồi theo diện đen, nguyên đội phó, nhận chạy cả án tử hình. Cuối cùng gia đình tử tù người Phú Thọ, tiền mất tật mang, con trai vẫn đi án nên ức quá rồi tố giác, kết quả bị kỷ luật cả một đám. Theo lời của bạn bè học cùng trường Đại học Cảnh sát với Trung Con kể lại, bản chất như vậy đã ăn vào máu của Trung Con từ lâu rồi. Với trình độ học thức hạn hẹp, nhờ có các bố nuôi nâng đỡ nên Trung Con thăng tiến chóng mặt, và theo đó Trung Con cũng phải lo vơ vét bản thân để bù lại vốn đã bỏ ra chạy chức trước đại hội. Ngay khi lên chức, Trung Con phải tính bài để các công ty sân sau của mình nắm được các khâu trọng yếu của thành phố, và kết quả như đã biết là việc độc quyền chế phẩm Rit Oxy 3C làm sạch ao hồ và công ty Nhật Cường buôn lậu điện thoại năm 2016 khi Trung Con lên chức lập thêm Nhật Cường Software. Đầu tiên, khi biết mình được quy hoạch Trung ương và làm Chủ tịch thành phố Hà Nội, Trung Con lập ra công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Arctic ngày 2 tháng 11 năm 2015. Công ty chưa từng có kinh nghiệm về xử lý ô nhiễm, có trụ sở chính tại 12 Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Địa chỉ này cũng là nơi siêu thị Minh Hoa do vợ Trung Con đứng tên đang hoạt động. Giám đốc công ty là con trai của Trung Con là Nguyễn Đức Hạnh. Vụ việc này được báo chí cả chính thống lẫn mạng xã hội đều biết, nhưng Trung Con đã mang tiền đi mua chuộc nên chỉ còn báo điện tử Làng Mới còn giữ bài viết này. Sự việc trở nên tệ hại là sau chuỗi ngoại giao của Thủ tướng Phúc tại Nhật, doanh nghiệp Nhật Bản biết thành phố Hà Nội có mục tiêu làm sạch môi trường sông, hồ nên trên địa bàn. Tháng 4 năm 2019, doanh nghiệp Nhật Bản đã sang Việt Nam gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngỏ ý muốn làm miễn phí cho Hà Nội bằng công nghệ của Nhật. Thủ tướng đồng ý và giao Hà Nội làm việc. Tháng 5 năm 2019, Trung Con miễn cưỡng phải cho doanh nghiệp Nhật Bản được bắt đầu các bước thử nghiệm và vụ xả nước Hồ Tây. 10 năm chưa xả đã nhấn chìm mọi kết quả của chuyên gia Nhật. Đồng thời, Trung Con trực tiếp thị sát việc thử nghiệm chế phẩm của công ty gia đình mình nhằm lấp liếm vụ độc quyền chế phẩm và chứng minh với báo chí, dư luận kết quả làm sạch của công ty gia đình cũng ngang ngửa công nghệ của Nhật Bản, với điều kiện triết lý mới của Trung Con là dòng sông phải đứng. Thật nực cười, việc này càng lộ rõ thủ đoạn bản chất của Trung Con trong vụ bảo kê cho công ty sân sau của gia đình mình bỏ túi tiền thuế của nhân dân. Nói về vụ Nhật Cường, ai cũng biết đây là công ty sân sau của Trung Con. Trung Con đã chỉ định thầu hàng ngàn tỷ của công ty Nhật Cường làm công nghệ cho toàn thành phố. Độc quyền thấy rõ khi 62 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ cho Hà Nội trước đây đều ngồi chơi, giờ chỉ đứng ngoài nhìn Nhật Cường làm, kể cả khi Trung Con lên làm chủ tịch. Vụ án Nhật Cường này được Ngọc, Tổng cục trưởng Tổng cục C03 thực hiện bí mật theo tinh thần Trung ương, tập trung tiêu diệt tệ nạn, tín dụng đen và rửa tiền. Theo thông tin đã công bố, Nhật Cường chính là đường dây rửa tiền quan trọng của Trung Con. Còn mấy tội danh buôn lậu, trốn thuế hay công nghệ thông tin chỉ là quá nhỏ so với mô hình của chuyên án. Vừa qua, Ngọc để yên một chút vì thấy Trung Con chạy kinh quá, cứ chục tỷ mà đi giao dịch. Không hiểu các lãnh đạo cao cấp có bị dao động không, và Ngọc cũng chậm lại để qua vụ bỏ phiếu tín nhiệm. Ngọc chính thức lên Thứ trưởng Bộ Công an. Nay Ngọc là và Lương Tam Quan, Chánh Văn phòng Bộ Công an, đã chốt lên Thứ trưởng. Ngọc phải thể hiện năng lực,
chứng minh khả năng của mình xứng đáng với vị trí Thứ trưởng Bộ Công an bằng việc bóc rỡ, làm rõ đường dây rửa tiền của chúng con cầm đầu mà Nhật Cường và là mắt xích quan trọng nhất. Tháng 3 năm 2019, một lá đơn tố cáo chúng con với lời lẽ đanh thép và đầy đủ bằng chứng gửi tới Bộ Chính trị được công khai trên mạng xã hội, một lần nữa chỉ đích danh các tội danh của chúng con. Hơn 20 vi phạm chưa được làm rõ, được nêu trong các lá đơn là rất lớn so với hai vụ việc công ty gia đình và Nhật Cường đã được phanh phui. Vậy tại sao Ủy ban Kiểm tra Trung ương chưa vào cuộc, trái ngược với không khí sôi sục của người dân cả nước, tin tưởng vào quyết tâm chống tham nhũng của Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhất là sau kỳ họp Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng ngày 26 tháng 7 năm 2019 vừa qua, với tinh thần tiếp tục đẩy mạnh điều tra xử lý các vụ việc, vụ án với quyết tâm cao hơn, quyết liệt hơn, chủ động phát hiện và chỉ đạo đâu đó có dấu hiệu vi phạm là phải xử lý ngay. Nhưng trái lại, vụ việc chúng con lại im lìm, không có chuyện gì xảy ra. Theo Điều 16 Quy định 102 QĐ trên TVK năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên có vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí, chúng con dính hết nhưng vẫn bình yên vô sự. Cứ tưởng ít nhất cũng phải đình chỉ công tác để phục vụ điều tra, nhưng chúng con vẫn vô can đến mức Bộ Công an phải có văn bản đề nghị Chủ tịch thành phố Hà Nội sớm cung cấp hồ sơ, tài liệu để phục vụ mở rộng điều tra. Chúng con dựa vào cái gì mà lộng hành để không hợp tác cản trở điều tra như thế? Ai có thể cản trở Bộ Công an điều tra đương sự là Ủy viên Trung ương, chỉ có thể là Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Hơn nữa, đơn tố cáo có tên người làm đơn, địa chỉ, điện thoại đàng hoàng, người thật, việc thật, theo quy trình của luật khiếu nại, tố cáo thì phải tiếp nhận chứ. Nhưng đến nay vẫn biệt tâm. Đơn gửi Bộ Chính trị và Bộ Chính trị phải xử lý và phân công Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiến hành thẩm tra xác minh ngay, đồng thời giao cho Văn phòng Trung ương Đảng đôn đốc kiểm tra Ủy ban Kiểm tra Trung ương thực hiện để báo cáo lại Bộ Chính trị. Nhưng sắp 5 tháng mà vẫn im lìm. Theo thông tin đang lan truyền, ai cũng biết, chỉ vài người ở Ủy ban Kiểm tra Trung ương không biết, thì chúng con đã ôm tiền hàng chục tỷ đến gặp Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xin giảm tốc độ câu giờ, chờ an bài cho Huy Nhật Cường định cư, đồng thời không để Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc điều tra xử lý hàng loạt sai phạm trong đơn tố cáo đã nêu. Đúng như Tổng Bí thư nói, trước thì trên nóng dưới lạnh, nay thì trên nóng dưới đã ấm lên nhưng còn chậm. Vì sao vậy? Vì tiền của chúng con quá nhiều, nhiều đến mức để có thể làm biến chất bất kỳ ai dưới quyền của Tổng Bí thư. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, hay còn gọi là Chung Con, biệt danh này là do Chung Con có nhiều bố nuôi là quan chức cao cấp, nhờ đó Chung Con mới lên được vị trí như ngày nay. Có thể cho rằng đây là phiên bản đầu tiên của tệ nâng đỡ chạy trọt trong Đảng Cộng sản. Sau này, dân chúng mới biết được các trường hợp khác như Bồ Nhí, Thanh Hóa hay cả họ làm quan ở Bắc Ninh, ở Hà Giang có Triệu Tài Vinh và gia tộc nhờ cộng đồng mạng phanh phui. Nhưng bố nuôi chúng con là hàng cao cấp nên không thể lộ được, dù trong số đó có cái tên ai cũng biết rõ là Lê Hồng Anh, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an. Lê Hồng Anh giúp cho chúng con đi từ điều tra viên Công an Hà Nội leo lên Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sau đó khi đá đít được Nguyễn Đức Nhanh. Sau này chúng con tiếp tục nhờ nhiều mối quan hệ tối cao khác mới leo lên Trung ương Ủy viên Chủ tịch thành phố Hà Nội như ngày nay. Từ khi nắm quyền Chủ tịch thành phố Hà Nội, chúng con hô hào các mục tiêu lớn lao như dẹp hàng quán, khẳng định đứng sau là Công an Hà Nội, nhưng không làm được. Trồng cây xanh, thế thảo, chặt cây, chúng con trồng cây nhưng siêu thị Minh Hoa và sân sau của mình cung cấp cho công ty môi trường cây xanh Hà Nội. Ăn ngon ơ mà lại được tiếng hơn thế thảo. Trồng được nhưng tiền do công ty gia đình cung cấp, tuyên bố tiết kiệm ngân sách thành phố 800 tỷ một năm bằng cách sa thải người lao động, cắt tỉa cây, cấm phun nước, rửa đường, nhưng lại mua xe chuyên dụng Haco CityMart, là dòng xe duy nhất trên thế giới đạt tiêu chuẩn CityMaster 600, vừa có chức năng quét hút rác, vừa có thể cắt cỏ và làm nhiều công việc vệ sinh môi trường khác. Nhưng đằng sau mua xe do Elenco thực hiện đầu tư, đơn vị cung cấp là siêu thị Minh Hoa. Ngoài ra, chúng con cho tập đoàn Tân Hoàng Minh chạy được giấy phép xây dựng và sở hữu một số đất vàng trong thành phố Hà Nội. Ví dụ điển hình là chung cư Di Leroy Lo Lai,
Tân Hoàng Minh, Quảng An, 59 Xuân Diệu, Tây Hồ, bóp chẹt Hồ Tây, nhiều nữa không kể xiết. Để đổi lại, Tân Hoàng Minh tặng thành phố 20 xe chuyên dụng trên núp bóng xã hội hóa, không dùng ngân sách. Và Tân Hoàng Minh cũng mua xe ở siêu thị Minh Hoa. Thế nhưng sau 3 năm, nguyên nhân ô nhiễm bụi mịn ở Hà Nội lại là thổi bụi đường. Không dùng xe phun nước rửa đường truyền thống, Trung Con lại tuyên bố sẽ quay trở lại phun nước rửa đường. Cháo trở nhanh ghê. Chưa thấy cái gì Trung Con làm được cho thành phố phá chưa phá bằng thế thảo, nhưng vơ vét tiền thì công nhận là nhất. Rồi Trung Con tuyên bố làm sạch sông Hồ ở Hà Nội và cao điểm là sông Tô Lịch. Ai cũng biết chuyện chơi khăm chuyên gia Nhật Bản, kể cả là do Thủ tướng giới thiệu khi đi quan hệ với Nhật Bản. Tuyên bố chuyên gia Nhật Bản làm sạch không phép, không hiệu quả và chuyện đọc như vẹt báo cáo do cấp dưới chuẩn bị làm cho trò cười cho dư luận. Mấu chốt là việc làm sạch miễn phí của Nhật đã cắt mất nguồn thu nhập của công ty con trai Arctic nhập chế phẩm Ritz-Doxy 3C độc quyền do siêu thị Minh Hoa cung cấp cho thành phố Hà Nội. Khi bị báo chí bóc mẽ, Trung Con đã ra lệnh thanh tra thành phố thanh tra, nhưng hạn công bố là tháng 5 vừa rồi, trôi qua nay vẫn chưa có kết quả, vì kết quả mà có thì Trung Con có chạy bằng trời. Nhưng vụ việc Nhật Cường mới là chìa khóa mở ra cánh cửa tiến tới xử lý Trung Con. Trước năm 2016, Hà Nội đã xây dựng cổng dịch vụ công thành phố, cổng giao tiếp thành phố và nhiều hệ thống công nghệ thông tin khác, tất cả do nhiều công ty công nghệ thông tin của Việt Nam làm, như cổng giao tiếp liên danh và Hyundai làm, rồi FPT, MCC, VNPT, Viettel cung cấp nhiều hệ thống khác. Nhưng khi Trung Con nắm quyền, tất cả dẹp sang một bên, dù không đập hết được các hệ thống và dữ liệu hiện có, nhưng Trung Con chỉ đạo tất cả Nhật Cường Mobile làm. Huy béo từ một con người có cửa hàng bán linh kiện máy tính và điện thoại cục gạch ở Lý Quốc Sư những năm cuối năm 1990, phát triển thành Nhật Cường Mobile nhờ buôn lậu, trốn thuế ở Hà Nội thời kỳ Trung Con làm công an thành phố vụt lớn, thành lập Nhật Cường Software để được Trung Con chỉ định thầu tất cả các dịch vụ công nghệ thông tin của thành phố. Khi Trung Con đang phát biểu tại hội nghị 4.0, thao thao về hình mẫu hợp tác công nghệ thông tin giữa Hà Nội và Nhật Cường thì Nhật Cường bị khám xét và lộ ra hàng loạt sai phạm rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu. Vụ phó giám đốc sở trước làm sở kế hoạch và đầu tư nhảy lầu tự tử chính là một phần chuỗi sai phạm đang nhỏ giọt được báo chí khui ra. Nhật Cường trúng gói thầu mở màn đầu tiên ở Hà Nội khi liên doanh với công ty số Đông Kinh thông qua siêu thị Minh Hoa mà đủ năng lực trúng thầu chỉ định. Cái chết của phó giám đốc sở, việc trốn truy nã của Huy Béo, Nhật Cường và sẽ còn nhiều cá nhân như giám đốc, phó giám đốc sở thông tin và truyền thông, sở tài chính, sở kế hoạch và đầu tư, phó chủ tịch thành phố đang là tầm ngắm của C03 Bộ Công an. Tất cả đang được làm rõ, củng cố hồ sơ, ngay cả vợ và con trai của Trung Con đã bị triệu tập làm việc với C03 nhiều lần gần đây. Tháng 4 năm nay, trên mạng xã hội đã lan truyền đơn tố cáo trực tiếp Nguyễn Đức Trung với hơn 30 sai phạm trong thời gian làm chủ tịch thành phố Hà Nội, gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương. Rồi tháng 11 vừa qua lan truyền đơn tố cáo của doanh nghiệp Nguyễn Hữu Đường, ông chủ tập đoàn Hòa Bình với biệt danh Đường Bia, tư nhân làm bia cỏ đầu tiên ở Hà Nội, gửi toàn thể Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Đã có chìa khóa nhưng tại sao C03 chưa công bố hồ sơ sai phạm của Trung Con? Thứ nhất, do Huy Béo được vợ Trung Con mật báo đã kịp đào tẩu. Theo thông tin mới nhất, đã phát hiện Huy Béo đang ở Trung Quốc, nhưng có gì đó cản trở lệnh bắt từ Trung ương. Chừng nào chưa có Huy Béo trong tay thì chưa thể đánh rắn đập dầu. Vì sao? Trung Con quá xảo trá và ứng biến, có thể cắn ngược lại, gõ từ khóa trên Google Trung Con và sự hình thành phe phái, để biết Trung Con là đầu mối kết nối của nhiều phe phái trong Đảng Cộng sản hiện nay, như các phe Phúc Nghẹo, Vương Đình Huệ, Trần Cẩm Tú, miền Trung, nổi nhất là Quảng Nam, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, hay phe Trương Hòa Bình, Trương Tấn Sang, phe miền Nam, phe Phạm Minh Chính có nhàn AIC đứng sau, đều cần lợi dụng Trung Con để trấn thủ Hà Nội, cày tiền cho mình.
Thứ hai, chúng con chạy giỏi cứ chục tỷ mà đi giao dịch với Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ứng cử viên Bộ Chính trị khóa tới, cánh tay phải của Tổng Bí thư. Hai lý do này khiến cho tập thể của Ủy ban Kiểm tra Trung ương không thể xử lý được chúng con. Cẩm Tú không phải không xử mà Cẩm Tú chưa đưa vào chương trình kế hoạch, chưa rốt ráo làm đến mức Tổng Bí thư sốt ruột phải chỉ đạo đưa vụ án Nhật Cường vào diện theo dõi đặc biệt, mặc dù chứng cứ hồ sơ sai phạm nghiêm trọng đã rõ ràng, gây mất uy tín của Đảng trong nhân dân, đặc biệt như trò hề trong mắt người dân Hà Nội. Nếu ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương căn cứ theo Điều 16 Quy định 102 QĐ-TVK năm 2017 về việc xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm các quy định về phòng chống tham nhũng, lãng phí hay Điều 8 trong Quy định 08 QĐ-TVK năm 2018 thì việc chung con để vợ con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của mình để vụ lợi đã có thể xử lý kỷ luật chung con lập tức bằng cách kỷ luật đảng, sau đó xử lý hình sự sau. Nhưng Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã không vào cuộc điều tra xử lý hàng loạt sai phạm trong đơn tố cáo đã nêu hay báo chí đã nhắc tới bởi hai lý do duy nhất: lý do đã chót ngậm miệng ăn tiền và lý do chúng con có các bố nuôi đỡ đầu vẫn còn giá trị sử dụng cho các phe phái, lợi ích nhóm đang tranh đấu vị trí trong đại hội 13 sắp tới. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Hãy bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.